Chào mừng các bạn đến với kênh Ghiết Mì Ăn Liền của mình. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 2024, nhằm ngày 27 tháng 7 âm lịch. Còn 152 ngày nữa là Tết. Mình quay lại toàn bộ quá trình trồng, chăm sóc cây cúc mâm sổ hàng vụ Tết 2025. Hôm nay cũng là ngày cây giống cúc mâm sổ hàng vừa về. Đây là cây giống mình mua trên mạng. Sau khi cây về, mình chưa chuẩn bị chất trồng kịp, nên mình sẽ tiến hành ra bầu tạm thời để có thời gian chuẩn bị chất trồng. Chất lượng cây giống theo mình thấy là rất tốt. Năm nay mình sử dụng giá thể trồng cúc mâm xôi bao gồm 3 phần mụn dừa, đã loại bỏ hầu hết chỉ dừa, cộng 3 phần tro trấu, cộng 2 phần trấu sống. Tất cả tính theo thể tích chứa, không nén ép. Mình trộn đều cho vào các chậu cũ của năm rồi. Sau đó mình tiến hành vô nước, xả kỹ, cho ra hết chất mặn và chất chát của chất trồng. Thường mình sẽ xem lượng nước vàng chảy ra của mỗi chậu. Nếu mình thấy khi xả đẫm mà nước chảy ra dưới chậu trong là ổn. Thường thì mình xả đẫm 3 lần. Sau khi mình xả kỹ, tro trấu thì mình tiến hành rải humic vôi một nắm tay đầy cho một chậu. Thường mình dùng chậu DS5 để đựng chất trồng. Sau đó tiến hành tưới nước cho tan vôi khoảng 2 ngày. Mình sẽ tiếp tục vô phân hữu cơ dạng viên, khoảng 6 nắm tay phân viên hữu cơ. Tiếp tục mình sẽ tưới cho rã phân khoảng 7 ngày. Lúc này phân tơi ra. Mình tiến hành rải tiếp một nắm super lân lâm thao dạng lân đơn. Mình tưới nước tiếp 2 ngày. Sau đó mình rải bích soda một muỗng sữa chua. Tiếp tục mình tưới nước một ngày cho tan đều bích soda trong chậu. Sau đó mình trộn đều chậu với một muỗng sữa chua nấm Trico de Mar và 100 g phân hữu cơ sông danh và ra chậu trồng trước 7 đến 15 ngày cho im chất trồng và có thời gian nấm Trico de Mar phát triển. Sau thời gian này mình sẽ tiến hành ra cây giống. Các bạn nếu có quan tâm cây cúc mâm xôi, hãy cùng mình theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của nó với cách làm và cách hiểu của mình. Trong quá trình này, nếu có cách làm là các bạn thấy chưa đúng hay có cách làm hay hơn, hãy góp ý với mình để mình điều chỉnh. Rất mong nhận được những đóng góp quý báu từ các bạn.